Chào mừng các bạn đã đến với TuấnHC.vn, web bán hàng uy tín chính chủ tự động của TuấnHC. Ngoài ra còn có cộng tác viên xích lợn đầy khả ái và ngây ngất lòng người. I need a weapon. Alo. Được QTV chan tan cờ lan để tan rồi mà. Alo, số 1. Alo, hello số 1 nhá. Chào tất cả bạn nhá. Này, ông nghe giọng TuấnHC vãi. Nhảy quân sự không các bạn? Giọng tôi á? Ừ, giống TuấnHC vãi. Cùng là người Hải Phòng, chắc là giọng hơi giống nhau một tí. Nhảy quân sự không? Mọi người? Ok. Nhảy quân sự để chơi trận mới, nhanh, ngon. Làm sao mà bạn không tin đồng đội gì cả. Mình phải có niềm tin vào đồng đội. Có livestream không đấy? Không. Tôi vừa qua xem mà có này đâu. Đúng rồi. Nhận nhầm người rồi. Giọng giống nhau là chuyện bình thường mà. Tôi cũng có xem ông đấy. Ôi giời. Đây bắt giọng chuẩn lắm, đừng có nhỡ. Giọng văn mỗi lần ông kiểu chơi game với người lạ ông toàn văn vậy. Kìa không? Các bạn ai nhận phải giọng một mình một khan với cả tăng ca đấy, giọng một mình một kiểu không ai dung được luôn. Không lệch được đi đâu luôn. Cái gì đấy? Cái gì đó? À có người. Có team mình à? Nó ở kho hướng SW ấy. Gì đây? Em đâu? Cẩn thận không nó bế đi đấy, nó ở đây này. Mark the location. Tôi nghe, ui, có người luôn này. Bãi vừa bật con chó lên thì nó bên cạnh luôn. Để dắt chó đi dạo. Đây, một thằng này. Không phải là bot đâu. Không, tớ nghĩ là không phải bot đâu. Cẩn thận đấy. Nó bế đi cái mồm đó. Mèo ơi mèo. Người mà. Em còn xôi. Em còn lương tâm cho anh mượn cục súng cái. Em có shotgun. À đây rồi, M249 rồi, ok, follow biết ạ. Kìa, cái anh, em mới với thằng điện thoại cái anh, số điện thoại cái anh. Có cần, anh có M249 không? Ủa cái thằng cầm sóc lọ nó ở đâu vậy ta? Ủa, này em mới bắn một thằng mà nó đâu rồi? Trời ơi, lần sau bắn là phải túm đầu nó gạt ngay. Chứ để nó bò là tìm khổ lắm. Nó bò đâu chưa rồi. Hình như bọn này đi solo sở quát hay sao? Đây. Ui. Gãy đồ trắng giả đây. Đây bên này có người này, nhà xe có người mọi người. Nhà xe có người à? Ok, qua liền. Ô kìa. Ok. Người bot đấy. Dụ à? Dụ. Ê, trên giàn giáo có người bạn ơi, nhá. Alo. Đấy à? Cẩn thận không nó bế đi đấy. Chúng nhảy kinh dậy. Rồi. Nó đang chạy xuống kìa. Giàn giáo có hai thằng nhá. Rồi, nốc một thằng rồi này. Đấy. Vẫn còn một thằng nữa ở trên giàn giáo á. Không thấy. Nó vừa chạy xuống rồi. Nó ở tầng 1 giàn giáo. Rồi, clear luôn, clear cả team rồi. Rồi, một mình làm hết. May hên. Mấy đứa ấy, nó bắn ngáo ấy, mấy thằng Trung Quốc bắn ngáo vãi. Ngáo á, trời Trung Quốc nó bắn kinh lắm ấy. Vì mà có thằng bắn hay, có thằng bắn ngáo mà. Nhưng mà thằng bắn ngáo vãi đái thật. Như bot. Ở đâu thì cũng đi luôn nhỉ? Ở đâu thì cũng có người này người kia. Rồi. Chấm dịch. Watch out. Ôi cái giáp 5 nãy, à giáp 3 nãy ở đâu? I got supplies. Giáp 5 ạ. Nghe đẳng tín thật sự, đẳng cấp vai nồi luôn. Đâu? Ơ kìa. Đấy, bộ 3 cả. Ơ thằng này là team khác à? Ai chà. Vậy là có 2 team lận mọi người ơi. Ông bắn nguyên bom keo hay sao mà có tận gấp 5. Này này này. Tôi bảo. Tôi có súng flare này. Tôi có 3 cái X3 này, ai lấy không? Tôi cho này. Có lấy cái X6 đấy. Đây đây đây. Mũ 3 nhóc luôn kìa, không ai đâu. Này. Đây đây. Này X3 này, đây đây X3 nữa này. Đó. Hết rồi nhá. Đây đây đây, đây. Kìa. Vã nhá. Ok. Đâu người đâu. Xe mới lấy còn đâu. Trên. Thế thì làm sao mà ra được nữa. Bên ngoài có thằng nữa, bên ngoài có thằng nữa. Ok. Anh bảo vào đấy. Rồi, ngon rồi. Đây là team khác, team Trung Quốc nó đến á. Khiếp thật. Bắn mà kiểu gọi là tiếng súng như là tiếng pháo xa vậy. Kinh thật. Rồi nãy giờ mình có 10 cái bandit. Không có máu nghe hết. Đây tớ cho này. Trời ơi, vừa hỏi là có ai thiếu không? Điên à? Ông bị sao ấy vậy, con gái dùng bandit đúng rồi. À thế à? Rồi. Trời giá đi. Hợp lý không? Không nghe, thêm cái gì nghe, đâu. Nghe có vẻ hợp lý đấy. Đầu tiên thì nghe nó hơi vô lý, nhưng mà qua mồm kia ông nói thành hợp lý. Chối làm sao được. Thôi đừng nghe em đấy. Mèo ơi xuống đây tôi cho cái này này. Này. Cầm cái laptop mà bơm đi. Tôi trông bà khổ quá. Kìa. Rồi xong. Ôi con boss thôi mà. Giả cái vậy. Ui xe ông này đẹp thế nhở. Không hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Xe của ông này nó cứ bầu ấy, nhìn đẹp vãi. Do mình chọn cái nắp thôi, cho mỗi người chọn một kiểu. Ừ, đúng rồi. Nắp này là cái gì à? Thính hướng 40 à? Mà mình có thính mà mọi người. Thính hướng 40 à? Không. Rồi đi xe này để hết pin. Đi con sang rồi. Ui con này còn đầy này. Ồ. Xe ngon. Xe quá ngon luôn. Thính hướng 40 à? Thính xa thế nhỉ? Ừ. Cái xe này khó lái phết nhở? Không, xe này dễ lái lắm. Tôi thấy nó còn đỡ hơn siêu xe. Quay siêu xe tốn vãi mà ù hết cả đầu xe hai chỗ ấy. À, mà cái con trượt ấy, cái con McLaren đấy đúng không? Đây có hai con mà ù hết cả đầu. Đúng rồi, con đấy tiếng nó hơi ồn. Quay con Tesla lại êm hơn, đi Tesla lại êm hơn. Đi Tesla mà cảm kiểu đi Tesla xong là không thích đi con kia nữa bởi nó ồn quá. Có xe súng ăn thính cái gì, có xe súng ăn thính kìa, sấy. Vã luôn. Rồi xong rồi. Đời này coi như bỏ. Súng lại súng vội thế. Hay là... Này, sấy nổ xe đi. Này tránh tôi sấy nổ xe này. Alo. Từ. Thằng này có phải lên gan. Nó có phải lên gan thì bắn hết luôn đi, bắn lên hết luôn đi. Thằng này có súng mà không có đạn sao? À thế chắc là nó bắn rồi, nó bắn rồi. Ồ, đó. Tôi có súng nhặt vừa nãy ở bên quân sự mà. À, thế mà không thấy nói gì cả, định ỉm đúng không? Đi ông bắn thì bắn cả luôn. Còn nắm hai cái X4 này là không mất tiêu rồi. Giấu xe vào đây không là nó bắn hỏng xe bây giờ. X4 rồi mọi người có chơi X4 mọi người. Đây X4 đây. I got supplies. Ôi trời ơi. Tại sao ạ? Có đúng là cái X4 của bạn không? Đúng rồi. Ừ, sai làm sao được. Đúng luôn ạ. Wow, không biết mà. Ơ kìa. Gì vậy? Đâu vậy? Cái kìa. Nhà trong nhà. Cái gốc cây. Một viên. Rồi nấp. Đẩy luôn. Tí nữa mình quay về mình nhặt thính xong. Mẹ. Chan ơi. Thế. Còn cơ hội nhặt không? Đá có tí. Có cơ hội là phải thịt chúng nó luôn bạn ạ. Đừng để cho chúng nó cơ hội cứu nhau dậy. Đây, nó ở trên đây. Được cái thính rồi đó. Kìa. Rồi xong luôn, hai bạn nhỏ thích khều chúng tôi. Đây. Quay về lấy thính đi đó. Tôi xem nó cúp. Xem nó cúp 8. Ok. Ôi. Lên xe thôi mọi người. Ok. Đưa đây, tớ lái cho. Thịt nó luôn này. Mày. Mèo ơi, bơm máu lên mèo ơi. Bơm cái băng đít lên mèo ơi. Không cần. Chấp nó, không cần. Chấp. Rồi, đào tìm vậy. Rồi, xong luôn. Rồi, mình làm rồi mọi người ạ. Theo mi. Này có M249 này. 3 phơm. Nó không được kill luôn. 3 phơm mới của mình rồi, cay vậy. Làm sao? Này, mèo ơi cho bà X6 này. Cái thằng ngoài này tôi bắn. Đâu có được kill đâu, đây có được kill đâu. Tôi không được kill. Bắn nó. Tôi lụm hết. Mấy ông chờ bà mèo tí, bà đang bơm máu, Rồi xong. Bỏ luôn. Tuấn mang đi đi chứ. Con cái bơm máu làm gì? Đau khổ. Cứ để bà mèo ơi, bơm máu lên đi, ngồi quấn băng đít thật mới sợ chứ. Chấp nó là còn không dùng. Chờ tới giờ. Bá ngồi báo cuốn băng đít. Súng MG. Kìa, có khẩu MG kìa. Ai nhập bên lại luôn của mình rồi bạn. Ủi xác chúng nó đầy nha kia. Đây một khẩu MG nữa ở đây này. Này, mê ốp này, ông Chan ông nhặt ốp rồi này. Nó ấy. Bắt cái giá. Nát đồi. Rồi, tôi cho một phát vào mặt nó rồi. Mọi người ơi, sao em không dùng máu được? Ok. Cậu dùng cái gì không? Dùng máu. Dùng băng đít á. Băng đít. Sao ông cứ bắt bà dùng băng đít hoài vậy? Không dùng máu thì chả dùng băng đít. Ông khổ vãi nồi ạ. Bơm băng đít tụt quần á. Đây được. Này, sang phơm. Nó bắt công luôn. Sang dí nó luôn đi, sang dí luôn. Ui, ông này có cái xe đẹp thế. Vậy. Lên xe cả lòi. Đúng như mọi người tó hết. Mỗi hồi bơm máu không kẹp luôn mọi người. Con xe đúng đẹp luôn. Trời điệu. Ông cái gì chả có. Không, xe này tôi không có thiệt. Này đi lên đây này. Alo. Lên. Ôi tôi lên trước rồi. Còn phải đợi chứ. Trời ơi. Một thằng. Ông đi ông phơm mà, phơm hết. Bo đến mọi người ơi, tôi giết hai thằng luôn rồi. Hết rồi. Không có thằng ngoài này, Bo đi. Bo cuối công ơi. Ngoài giống kệ đi. Ồ, nó chết mỡ rồi. Hay quá nhờ. Hay thế nhờ. Team mình bắn bá đạo server rồi. Còn có 3 thằng nữa thôi. Chạy này. Tôi nghĩ là tầm này. Ôi rồi. Đây mèo ơi. Thịt. Em. Đây bạn vào đây, nó ở trong đây này. Nó trong đây. Không có kia đâu, lên. Không nhà mà. Ok. Không nhà mà. Trời ơi, đậu phòng để thằng cầm mini nó tát chết ạ. À. Khổ vãi. Đâu một chuyện nữa không chết. Bắn như thế thì chốt, Này, tôi chọn. Lúc nào không được bắn ốp là thật. Đấy. We are the best. We are number one. Ui. Alo. Hello. Tôi nghỉ đây. Mấy bạn bắn tiếp đi nhá. Tạm biệt mọi người nhá. Ok nhá, tạm biệt mọi người nhá. Ok, bye bye.